phải tự đọc sách. Thì miễn sách gì có chữ thiền thì con nghĩ là thiền Phật giáo. Và trong đó có những sách họ dạy là mình đưa hơi thở tới huyệt đan điền. Thì con cũng làm y theo như vậy. Nhưng mà con cũng xin lỗi tất cả đại chúng ở đây, cũng như là xin lỗi thầy. Con phải nói ra một sự thật, là có một hôm khi mà con đưa cái hơi thở xuống huyệt đan điền thì nó có một cái sự kích thích dữ dội, giống như là người ta uống thuốc kích dục, tức là làm cho mình có một cái khao khát mãnh liệt. Thì là con sợ lắm. Okay, và sau đó xin phép thầy cho con nói đầy đủ. Và sau đó thì con phải bỏ ngang. Nhưng mà cứ mỗi khi con hít vô, con chưa kịp thở tới đâu hết thì nó đã chạy tọt xuống huyệt đan điền. Và nó lặp lại cái hiện tượng đó, làm cho con cũng không có thầy để hỏi, và con phải ngưng. Cho nên con hỏi đây như một kinh nghiệm, để sau này những người trẻ ai gặp trường hợp như vậy thì được biết lý do tại sao và mình sẽ phải khắc phục bằng cách nào. Cảm ơn Phật. Con cảm ơn câu hỏi của cô. Mình không có đưa cái hơi thở xuống dưới huyệt đan điền được, bởi vì đan điền nó ở dưới cái bụng dưới, còn cái hơi thở nó ở trên phổi mà thôi. Chứ có bao giờ mình có thể đưa được cái hơi nó qua khỏi cái phổi mà nó xuống cái bụng mình được hết trơn á. Chỉ có việc là mình ý thức cái tâm của mình nó đưa tới đâu, thần đâu thì khí đó. Nên khi mà mình tu thiền nhiều á, là mình đưa cái tâm mình về toàn thân, cho nên mặt mày tay chân nó hồng hào là vậy. Khi mà mình đưa cái tâm mình xuống dưới đan điền, tức là dưới cái rốn ba cái lóng tay này nè, mà hẻ thành bốn lóng là có cái nguyệt khác, cái nguyệt kích dục đấy. Ngay chỗ này chứ. Dưới cái rốn của mình ba lóng thôi, mà hẻ dưới thêm bốn lóng á, là nó có một cái nguyệt khác. Hẻ quá sâu như vậy là tự động mình bị kích thích cái đó. Đan tức là thuốc, điền là ruộng, ruộng thuốc. Nhưng mà dưới cái ruộng thuốc có một cái loại thuốc khác, thuốc độc á. Nên tu thiền thì phải có người hướng dẫn cụ thể. Khi mình có khả năng đưa cái thần, cái khí mình xuống, tức là mình đã làm được một cái định nhất định rồi đó. Nhưng mình đưa đến sai chỗ, cái dục nó xuất hiện trong lòng mình hằng ngày á, chứ không phải đợi đưa về mình mới thấy đâu. Ví dụ như bé thơ ngày xưa mình đâu có ngại ngùng nam nữ, cởi đồ chạy ra ngoài sân tắm. Bây giờ mình làm được không? Tại sao? Vì trong tâm mình có cái ý niệm nam nữ. Thân xác nam nữ thì bình thường, nhưng mà ý niệm lúc nào cũng thấy một con người thành nửa nữ nửa nam, đó là bệnh hoạn. Đó là dục rồi. Hiểu chưa? Cho nên cái tâm của mình nó là vấn đề nặng hơn cái thân. Mình trở về với cái huyệt đan điền thì mình đưa xuống rốn, ý thức cái tâm của mình dưới cái rốn ba lóng tay thôi, không quá sâu hơn một chút. Hễ nó trục trặc mình cảm nhận được, mình cảm nhận được hết trơn á. Cơ thể của mình nó hay lắm, nó đói là mình biết, ăn cái nó vừa no là mình biết, hễ một cái gì đó nó đúng nó sai cái nó báo mình biết. Tuyệt vời mà. Cho nên không có gì đáng sợ với huyệt đan điền, mà đó là cái nơi nó trị tất cả loại bệnh từ thân cho đến tâm. Khi ở cái tâm mình dưới đan điền, cô rất là ít phản ứng với cái thế giới bên ngoài cơ và tâm mình nữa. Người đó rất điềm đạm, tỉnh táo, trong sáng và vững vàng. Còn phải dùng cái cách của Thế Tôn là Vipassana, còn dùng cái khí công của các cái loại tu khác. Khí tức là hơi thở, công tức là dùng cái hơi thở cho cái mục đích, không phải theo cái con đường giới định tệ để đạt đến cái giải thoát khỏi cái sinh tử và giải quyết, chuyển hóa cái tham sân si thành cái tuệ giác, thấy cái vô thường, cái vô ngã và cái khổ. Tất cả mọi loại tu của hơi thở mà không có đưa đến cái hướng giải thoát thì tức là làm cho cái thân khỏe, khỏe để hưởng thụ ấy, hưởng thụ đủ loại của ngũ dục ấy. Khi mình tìm cái tốt
Mình không thấy thì mình than sao mình khổ đủ thứ bất hạnh. Nhưng mà cảm ơn đi nha, khi mà mình thấy nó, mình bị nó nắm giữ và mình nô lệ, có một cái thứ khác mình lại than tiếp theo. Thầy nói dài ra một chút như vậy để cho mình biết tu thiền của Phật giáo Vipassana đưa cái tâm về ở dưới cái đan điền, chứ không phải đưa cái hơi thở xuống đâu. Đưa cái tâm xuống để cho cái hơi thở nó xuống tận cùng cái phổi dưới, phổi trên, phổi giữa và phổi dưới. Cái phổi mà nó xuống càng sâu, cái hơi thở nó càng rộng ra nhiều, thì cái độ thở mình có oxy nó vào càng nhiều, mức độ tỉnh táo mình càng vững vàng. Thì trên này chứ, chứ không có gì phải lo lắng cô nhé. Và nếu có cái thực tập tốt, đưa cái tâm về an trú được, hễ nó trục trặc, nó có cái gì đó nó báo là mình biết là mình đưa cái tâm vậy nó hơi xa một chút, vậy thôi. Chứ Nguyệt Đăng Điền là tuyệt vời cái nơi để mình an trú trong vấn đề thực tập hơi thở vào và ra đó. A Di Đà Phật, cô rõ không? Rồi, con xin câu hỏi khác.